Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chất chống oxy hóa. Bạn có ý nghĩa là chất oxy hóa là gì? Định nghĩa y học về chất oxy hóa. Chống chất oxy hóa, một chất làm giảm thiệt hại do oxy, chẳng hạn như gây ra bởi các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa nổi tiếng bao gồm enzyme và các chất khác, chẳng hạn như vitamin C, vitamin E, and beta carotene, có khả năng chống lại tác hại của quá trình oxy hóa. Một ví dụ về chất oxy hóa là gì? Chất chống oxy hóa là chất tạo ra hoặc tự nhiên có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn một số loại tổn thương tế bào. Ví dụ về các chất chống oxy hóa bao gồm vitamin C and E, silane, carotenoids, chẳng hạn như beta carotene, lycopene, lutein and zeaxanthin. Làm thế nào để một chất chống oxy hóa hoạt động? Chất chống oxy hóa là các phân tử chống lại các gốc tự do trong cơ thể bạn. Các gốc tự do là một các hợp chất có thể gây hại nếu mức độ của chúng trở nên quá cao trong cơ thể bạn. Tóm lại, chất chống oxy hóa là các phân tử trung hòa, các gốc tự do, các phân tử không ổn định có thể gây hại cho các tế bào của bạn. Chất chống oxy hóa tốt nhất là gì? Dưới đây là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe có nhiều chất chống oxy hóa. Thứ nhất, artichoke. Thứ hai, quả goji. Thứ ba, quả mâm xôi. Số 4, cải xoăn. Số 5, bắp cải đỏ. Thứ 6, đậu. Thứ 7, củ cải. Số 8, rau bina. Tại sao chất chống oxy hóa có hại cho bạn? Quá nhiều của một điều tốt là một số lý do tại sao nồng độ chất chống oxy hóa cao có thể gây hại. Ở nồng độ cao, chất chống oxy hóa có thể hoạt động như chất chống oxy hóa, làm tăng quá trình oxy hóa, bảo vệ các tế bào nguy hiểm như tế bào ung thư cũng như các tế bào khỏe mạnh. Chất chống oxy hóa có diệt virus không? Chất chống oxy hóa vô hiệu hóa các gốc tự do bằng cách từ bỏ một số electron của chính chúng. Ví dụ, khi hệ thống miễn dịch chống lại những kẻ xâm nhập, oxy sử dụng sẽ tạo ra một đội quân gốc tự do tiêu diệt virus, vi khuẩn và các tế bào cơ thể bị hư hại trong một vụ nổ oxy hóa. Chất chống oxy hóa có giúp bạn giảm cân không? Polyphenol là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ rằng các polyphenol có phòng trà đen thúc đẩy giảm cân bằng cách giảm lượng calo, kích thích phân hủy chất béo và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột thân thiện. Điều gì xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều chất chống oxy hóa? Nhiều hơn không phải lúc nào cũng nhiều hơn về dinh dưỡng, và quá nhiều có thể là một điều xấu, đặc biệt trong các liều cao lực lớn sắp tới trong các chất bổ sung. Tiến sĩ Bennett nói, trên thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong một số trường hợp, việc bổ sung chất chống oxy hóa có thể gây hại thậm chí và làm tăng nguy cơ ung thư. Chất chống oxy hóa có làm tăng sự trao đổi chất không? Một nghiên cứu mới cho biết việc bổ sung lâu dài bằng chất chống oxy hóa có thể có tác dụng chuyển hóa chất béo và đường và tăng cường sức khỏe của tim bằng cách tăng tính linh hoạt và động mạch. Chanh có phải là chất lượng chống oxy hóa không? Chanh và nước chanh là một nguồn tuyệt vời của vitamin chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây tổn thương tế bào, có thể dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, chính xác làm thế nào để chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thư vẫn chưa rõ ràng. Chất chống oxy hóa có thể gây hại không? Đúng, mức độ chống oxy hóa cao và căng thẳng oxy hóa thấp có liên quan đến sức khỏe tốt, nhưng không phải tất cả các chất chống oxy hóa đều như nhau. Nghiên cứu đã cho thấy
bổ sung chất chống oxy hóa có thể gây hại nhiều hơn là tốt. Một phân tích tổng hợp năm 2012 của hơn 70 thí nghiệm cho thấy bổ sung chất chống oxy hóa là không hiệu quả hoặc thậm chí gây bất lợi cho sức khỏe. Chất chống oxy hóa có tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn không? Viêm là một chức năng hệ thống miễn dịch quan trọng. Tuy nhiên, có một tin tốt, nhiều loại thực phẩm chống viêm tự nhiên, chất chống oxy hóa được tìm thấy trong các loại thực phẩm bảo vệ bạn, các tế bào từ các tác động của gốc tự do và có thể giảm bớt sự thừa viêm của bạn. Trà có phải là chất chống oxy hóa không? Tất cả các loại trà từ cây trà, hoa trà đều giàu polyphenol, là một loại chất chống oxy hóa. Tất cả đều được coi là flavonoid, một loại chất chống oxy hóa. Biểu đồ phong pha trà xanh và đen có vô số những thứ đó. Biểu đồ cho thấy trà thảo được cũng có thể chứa chất chống oxy hóa, nhưng ít được biết về chúng. Hãy subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.